Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay lại với chuỗi clip hướng dẫn giải đề tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của thầy. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta giải tiếp một cái đề nữa, đó là đề số 14. Rất mong các em theo dõi và ủng hộ cái chương trình của thầy và của chương trình ôn thi tiếng Anh 365. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài một lớn là bài về phát âm. Thì chúng ta nhìn lướt qua một lượt này, chúng ta thấy là câu số 1 thì chúng ta vẫn đọc đi đi foreign. Ok. Won't. Cái này vẫn là đi. Practice. Đối với cái âm này thì cái đuôi của nó sẽ đọc là đi. Và đi set nó vẫn là đi. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định được ngay đáp án là C. Câu tiếp theo này. Paulus. Paulus. Vẫn là P này. Ta để ý nhé. Cái từ này này. Ta đọc nó là reset. Hoặc là resist. Resist. Như vậy cái chữ P ở đây là âm câm nhé. Cho nên là không đọc bén. Phải đánh dấu không. Này ta vẫn đọc là species. Set. Clear. Như vậy clear thì ta đọc là ta cái đâm là ear nhé. Yeah. Bear. Air. Cái âm ơ này nó cũng không 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 chuẩn với cái phiên âm quốc tế. Trên máy của thầy nó không có cái phiên âm quốc tế cho nên thầy sử dụng cái phím này thầy đánh này minh họa cho chúng ta nhé. Here. Ear. Và near cũng là ear. Như vậy chúng ta thấy là đáp án câu này là đáp án B, bear. Câu tiếp theo là cái câu chúng ta phải tìm cái trọng âm của từ. Như vậy promote trọng âm rơi vào âm tiết này. Pro. Attack. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Trophy. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Trophy. Compass. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Như vậy thì chúng ta khẳng định đáp án của chúng ta là đáp án C, trọng âm ở âm tiết thứ nhất. Câu 5, develop, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Introduce, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Discover, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Prepare, prepare, rơi vào âm tiết thứ hai. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Rồi, chúng ta đã xong cái bài về phát âm và trọng âm. Bây giờ chúng ta sang cái bài về trắc nghiệm. Bạn sẽ không thành công. Ở đây người ta lại dùng một cụm từ là working hard. Như vậy ta sẽ dùng từ which out. Sau with child thì là một cụm từ đi với verb in. Còn unless, if hoặc although thì nó phải là một mệnh đề. It was raining very wet, badly, harsh hay là firmly. Thì trời mưa to thì chúng ta có thể dùng từ harsh.
Câu tiếp theo. Câu này ta xác định này. Câu này là câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2 thì chúng ta sẽ dùng là wooden. Bạn có thể mượn bao nhiêu sách, miễn là bạn sẽ phải báo với cái người ngồi ở phía bàn. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng có giới từ to đứng trước này. Ta có thể dùng từ whoever, rồi một ai đó hay bất kỳ một ai. I wish you stop interrupting me whenever I speak. Tôi ước là bạn không có làm quấy rối hoặc làm gián đoạn khi mà tôi nói. Như vậy ở đây câu ước, điều ước ở tương lai, cho nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ would. Câu 6. Câu 6 cũng là một cái câu về điều ước. Tôi ước là tôi biết nhiều hơn về vấn đề gì đó. Thì ở đây là ước ở hiện tại chúng ta dùng thì quá khứ đơn new. The little girl when she falls. Cô gái tự làm đau mình khi mà cô ấy ngã. Như vậy ta dùng là hurt herself. Listen to what I am saying. Câu này là một ta nhớ là cái đầu câu của nó là dạng câu mệnh lệnh nhé. Mệnh lệnh thì đằng sau này chúng ta sẽ sử dụng will cộng với chủ ngữ. Okay. Câu hỏi đuôi. Câu số 9. Thì cho xuống dưới để chúng ta nhìn cái đáp án cho dễ. These medicines and you will be well again. Uống những viên thuốc này hay là uống viên thuốc này và bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn. Với vấn đề uống thuốc chúng ta dùng động từ take. Take these medicines. Ok, câu số 10. Yoscofil. Đây là một tính từ này. Và đây là một trạng từ này. Đây tính từ, trạng từ đuôi ly của từ has không đúng này. Đây là trạng từ bị loại này, trạng từ bị loại này. Tính từ và trạng từ này. Từ has và tính từ và trạng từ cùng một dạng nhé, không có thêm đuôi ly. Ok. Tiếp sang cái phần về cho dạng đúng của động từ trong hoặc. Ta để ý vào đây là một câu mệnh lệnh này. Listen to the student. What language they speak? Như vậy câu này ta chia là are speaking. Câu hỏi. Do if you have a lot of money. Như vậy câu này ta sẽ dùng là would. Câu điều kiện loại 2, would do. Did you aspiring? Sau động từ aspire và tân ngữ thì chúng ta dùng to verb. To rise. Đây để ý này, ớt vai này, tân ngữ này, thì sau cấu trúc này chúng ta dùng to verb. Ai sẽ mang những cái ba lô của bạn khi bạn leo núi? Như vậy câu này ta sẽ dùng câu hỏi will carry. In Vietnam, it not snow, except for Sapa and Lạng Sơn. Ở Việt Nam thì thường không có tuyết rơi. Như vậy câu này là câu phủ định của thể hiện tại đơn. Not snow.
away make to work hard. Câu này là một câu bị động nhé. Chúng tôi luôn bắt phải học hành chăm chỉ. Câu 7. The grandparents prefer basketball to playing it. Prefer cộng verb in cộng to cộng verb in, thích cái gì hơn cái gì, cho nên người ta dùng là watching. Thầy cho cái công thức để chúng ta nhớ. My friend waits for me when I talk to the station. Bạn tôi đang đợi tôi khi tôi đi tới sân vận động. Như vậy câu này ta chia là were waiting. Nothing to see him over here. Từ xin ở đây phía sau là quá khứ thì phía trước là thì hiện tại thành. Đối với từ nothing là cấu trúc bị động, ta dùng là has not been done. Ok, sorry, has been done, bởi vì nothing rồi thì ta không cần phải phủ định từ phía sau này. Câu tiếp theo, to avoid. Sau avoid là verb in, cho nên ở đây ta dùng verb in. Và ở đây là một cấu trúc bị động, cho nên ta dùng là being attack. Ok, bài tiếp theo. Đây là cái dạng bài về từ loại. Chúng ta lưu ý cho thầy là thầy vẫn nhắc lại rất nhiều lần là chúng ta phải xác định chỗ này chúng ta cần điền vào từ loại gì, danh từ, động từ hay tính từ. Như vậy chỗ này ta cần phải điền vào một tính từ, và tính từ của từ này là imprint. Static. Imaginative là giàu trí tưởng tượng. Secondary school, trung học cơ sở. Bậc trung học cơ sở là và miễn phí trong nhiều quốc gia. Compulsory. Như vậy từ này ta dùng từ compulsory. Compulsory. Compulsory là bắt buộc, mang tính chất bắt buộc. Chỗ này cũng phải điền vào đây là một trạng từ officially. Bài hát đã được chính thức lựa chọn cho SEA Games 22 ở Việt Nam. Tiếp theo, đang hoạt động, đang nỗ lực nhất để giúp con người nhận thức về mối nguy hiểm của sự ô nhiễm không khí và environment. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải dùng là các nhà môi trường, các nhà hoạt động môi trường. Ok.
các nhà hoạt động môi trường. Your father is a bit, I think he should go on a diet. Ăn kiêng thì chắc chắn là phải là quá trọng lượng hoặc là béo phì. Overweight. Tiếp theo sang bài đọc số 1, thầy cho xuống dưới để chúng ta nhìn cùng với đáp án luôn, không nhìn thấy đáp án được. Âm nhạc ảnh hưởng đến con người ở rất nhiều khía cạnh. Đây là một cái bài về âm nhạc, ta đọc lướt qua một lượt. Ok, đối với cái bài đọc này thầy sẽ không dịch cái bài này nữa. Thầy để cho các bạn quen cách làm, các bạn đọc lướt qua một lượt. Sau khi đọc lướt qua nhé, các bạn nắm được bao nhiêu phần trăm cái nội dung của cái đoạn này, thì chúng ta sẽ quay xuống, chúng ta đọc kỹ cái nội dung này và chúng ta quay lên chúng ta tìm thông tin lần lượt. Này, ví dụ như là The Text is About này. Như vậy thì ta đọc ta thấy là đây là nó nói về cái ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng của âm nhạc đối với cuộc sống. Đây này, music may seem to influence people differently, ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng đáp án C. Câu 2, music cannot be chosen. Ta xem âm nhạc nó như thế nào nào. Ok, như vậy ta thấy là âm nhạc nó sẽ không bao giờ làm cho con người trở nên tức giận, giận dữ. According to the text. Đây, ok, thông tin chỗ này. Chọn đáp án D. In ancient culture. Trong cái thời văn hóa cổ đại. Các nhà khoa học đã nghiên cứu tới ảnh hưởng của âm nhạc trong Greece, ok. Đây chúng ta thấy này, thông tin nó nằm ở phần này. The word one has a closed meaning to. Ta xem đây, từ once nó đề cập đến vấn đề gì. Ok, đây, Boris. Câu 5 nào. On time, when, because. Như vậy là ta sử dụng đáp án là when. Sang cái bài tiếp theo là bài về điện tử. Bài như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ which. Damage
Fertilizer and pesticide, thuốc phân bón và thuốc trừ sâu. Như vậy thì nó sẽ tàn phá cái nguồn đất đai. Người ta dùng đáp án soils. 3. Pollution is one of the most serious problem. Facing mankind today. Con người đang đối mặt. Câu 4. Pollute water kill fish and other. Như vậy, ở đây là liên quan đến nguồn nước này, loài cá này và marine life. Marine life là các sinh vật sống ở dưới nước. Orcinis to man's nature beauty was okay. Sang phần sửa lỗi nào. What do you always go to school by bus? Ta để ý này, by bus là bằng xe buýt. Như vậy ở đây chúng ta không thể hỏi bằng what được, mà chúng ta phải hỏi bằng how. Như vậy câu này ta dùng là how. When it was the first established in consisted of one only two hatch a plan. Khi lần đầu tiên nó được thành lập, như vậy đáp án này là sai này. Bị động thì động từ này chúng ta phải thêm được phân từ hai và thêm được ed. If I were her, I will quit that job immediately and took another one. Another one. Câu này là câu điều kiện loại 2. Và đáp án này sai. Chúng ta phải dùng là would. Câu tiếp theo. Câu số 4. What do you practice playing guitar all day for winning a prize? Đây, chúng ta dùng đáp án này. Và câu này chúng ta sẽ dùng là to win. Để giành cái chiến thắng. Câu số 5. Việt Nam National Anthem Called Tiến Quân Ca được viết vào năm 1945. Ok, đáp án này sai này. Đây phải là được gọi là bài tiếp theo là bài viết lại câu. Ở câu số 1 thì chúng ta sẽ viết lại thành câu tường thuật. The teacher asked me to sit down. Câu tiếp theo. Ta dùng cấu trúc sâu sát. The film was so boring. Just I fell asleep. She wondered what. Câu này cũng là câu tường thuật. I was doing. Ta chuyển câu hỏi
dạng câu hỏi WS và chuyển thành câu hỏi dạng câu gián tiếp. I don't find it difficult to get up early each morning. I am used to getting up early in the morning. Và câu cuối cùng. They have given me two interesting books. Câu đây là chuyển sang câu bị động. I have been OK. Như vậy là thầy đã hướng dẫn các bạn hoàn thành tiếp một cái đề số 14 của phần ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Ở cái đề này riêng cái phần đọc thì thầy làm rất là nhanh. Các bạn sẽ đọc lại bài và làm theo cái cách thầy đã hướng dẫn. Chúc các bạn ôn thi đạt hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.